nhằm nâng cao kiến thức và thực hành dự phòng, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người lao động, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2020 tại khu lưu trú công nhân, khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các ban ngành quận Thủ Đức đã tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2020. Trong khuôn khổ ngày hội, người tham dự được đo huyết áp, đường huyết miễn phí cũng như xét nghiệm COVID-19. Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 công nhân đến tham dự. Tại ngày hội, người tham dự được truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn thực hành chăm sóc sức khỏe lao động về dinh dưỡng, tư vấn về phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh mạng tính không lây, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản và các hoạt động văn nghệ giao lưu cũng được diễn ra sôi nổi.